Nhìn cũng khả quan đấy nhở. Chẳng có lẽ... Ê, Nino, mày vào đây. Hả? Thấy không? Ok. Con đứng đực ra đấy làm gì nữa? Cầm lấy và đi vắt chợ. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Cơ Su trong chuyên mục phân tích game nha. Chẳng là cách đây vài tuần, Cơ Su đã từng làm một video phân tích về tựa game That Is Not My Neighbor. Không ngờ là nó lại được ủng hộ nhiều như thế. Vậy nên để tiếp tục cơn khát của viewer Cơ Su, ngày hôm nay tôi sẽ đem đến cho anh em mọi bí ẩn còn sót lại trong tựa game thú vị này. Nào, nên còn chần chờ gì nữa mà không khám phá ngay tựa game này nhỉ? Và cũng đừng quên, bạn có thể thử nó ở Reboot PC. Với hệ thống chơi game quả đám mây, sử dụng hạ tầng băng thông của chính Việt Nam, sẽ giúp bạn có thể trải nghiệm mượt mà tất cả những trò chơi hot nhất với đa dạng cấu hình cho bạn lựa chọn. Cảm giác chơi là cực kỳ tốt với FPS tối đa và độ giật tối thiểu. Bạn có thể chơi những tựa game mà mình chưa nghĩ rằng có thể trải nghiệm. Với Revolt PC, bạn cũng đã được cài sẵn những tựa game hot hit nhất trên thị trường để trải nghiệm mà không mất thời gian chờ đợi. Vậy thì chần chờ gì nữa mà không thử trải nghiệm ngay Revolt PC thông qua đường link mà Cơ Su để dưới phần bình luận nhỉ? Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với nội dung chính ngày hôm nay. Như đã giới thiệu ngay từ đầu, That's Not My Neighbor không phải là một trò chơi quá mới. Ít nhất thì Cơ Su đã từng làm video giải thích về nó. Vậy nên nếu ai còn chưa biết tựa game này thì hãy nên xem lại để nắm bắt được câu chuyện nhé. Mặt khác, tôi biết có rất nhiều anh em trong phần bình luận của video trước đã chia sẻ về một giả thuyết mà trong đó họ cho rằng nhân vật chính thực chất là một doppelganger. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại chưa từng nghĩ vậy. Bởi có một thông tin rất rõ ràng đã được nhà phát triển khẳng định, đó là nhân vật chính có thể bị doppelganger ăn thịt. Việc bọn này ăn thịt thì cũng không lạ, bởi nếu để ý, anh em sẽ thấy rằng mỗi khi người chơi bắt thóp được một song trùng nào đó thì chúng sẽ thể hiện thái độ tức giận và để lộ ra hàm răng sắc nhọn chuyên dùng để ăn thịt. Và nếu như theo giả thuyết bên trên thì chẳng phải họ đang cho rằng đám sinh vật này sẽ ăn thịt đồng loại hay sao? Trong khi đó, game lại chẳng hề có chi tiết nào khẳng định cho điều ấy. Vậy nên tôi vẫn nghĩ đó là một giả thuyết nghe cho vui mà thôi. Dù sao thì đây cũng chưa phải là phần game chính thức. Vì thế, những thông tin cụ thể hơn về câu chuyện có lẽ sẽ cần phải đợi đến khi nhà phát hành tung ra phiên bản hoàn thiện để ta cùng xác nhận. Còn bây giờ thì well, hãy quay trở lại với nội dung trong việc khám phá những bí ẩn và XTS của tựa game nhé. Mewman, hay còn được biết đến với tên thật là Francis Mosset, là một công dân sống độc thân tại căn phòng thứ 2 trên tầng 3. Nên nhớ, hình dạng bình thường của Mewman là anh chàng dao sữa mặc áo sơ mi trắng, cổ xòe và có gắn thêm một chiếc nơ đen nhìn khá lịch thiệp. Tuy vậy, trong con mắt của người đàn ông này thì dường như luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, hoặc đơn giản là anh ta mệt mỏi vì công việc. Bởi nếu như anh em không biết thì vào thế kỷ trước, giao sữa vốn là một hoạt động rất phổ biến ở các quốc gia phương Tây. Giống như đưa báo, việc giao sữa cũng diễn ra hàng ngày. Công việc này thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng cứ thử tưởng tượng mỗi ngày bạn đều phải dậy từ rất sớm, thậm chí có khi phải làm từ đêm hôm trước để đảm bảo sáng hôm sau lại phải giao hết sữa cho khách trước khi mà họ thức giấc. Lặp lại việc này hàng tháng hàng năm thì có lẽ đôi mắt của Mewman trông thế kia cũng không phải là điều quá khó hiểu. Quay trở lại với Mewman, nếu là phiên bản do doppelganger giả dạng thì Mewman thường có những thay đổi ở mức dễ nhìn cho tới chấp nhận được. Đáng sợ nhất là các phiên bản mà bạn thấy ở đây, với phần mắt và mũi đã trở thành những hốc đen sâu hoắm. Thực thể này có tên riêng là Hunman, vì khi xuất hiện hắn chỉ nói duy nhất mỗi từ Hun mà thôi. Cũng không liên quan, nhưng tôi nghĩ tạo hình này khá giống với Catnap trong Poppy Playtime. Ngoài ra, đôi khi bạn có thể bắt gặp Mewman trong tình trạng bị máu đỏ phủ kín người. Khi được hỏi, Mewman sẽ chống chế và nói rằng đó là một loại sữa mới, được gọi là Scarlet Mew. Thì ngại gì mà không lao vào bú thử phát nhé. Một số nhân vật đặc biệt. Tôi biết, well, đa phần ở đây anh em ít nhiều cũng có cảm giác sợ mấy cái lỗ như thế này. Để khai thác điểm yếu ấy của con người, nhà làm game cũng đã đưa vào trong game để biến đây trở thành một diện mạo phổ biến ở đám song trùng. Nạn nhân có thể là bất kỳ ai, một ông lão sống cuối tầng 3, bà nội trợ sống ở đầu tầng 1, bé loli dưới hầm cửa su,
cùng rất nhiều người khác. Tất cả họ được xếp vào phân loại trypophobia và đồng thời cũng là tên khoa học của hội chứng sợ lỗ. Lời khuyên là đừng nghĩ nhiều, đám này chắc chắn là song trùng, vậy nên khi thấy chúng hãy cứ ấn nút report ngay lập tức để nhằm hạn chế sự khó chịu khi cứ phải nhìn vào khuôn mặt lỗ rỗ như cái rổ của đám này. Một trường hợp cực kỳ đánh lừa người chơi có thể xảy ra với cặp chị em song sinh Celeli và Eleloy sống tại phòng 4 tầng 1. Hai người này có ngoại hình y hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở việc Celeni đánh phấn mắt màu tím và có nốt ruồi ở phải, trong khi Eleloy đánh phấn màu hường và có nốt ruồi ở trái. Điều khó khăn là đôi khi nốt ruồi của cả hai người đổi lại vị trí cho nhau, nên trong quá trình chơi anh em cần phải hết sức cẩn thận đấy. Trường hợp tiếp theo cũng khá thú vị khi chúng ta có sự xuất hiện của tiến sĩ Wes Upton, người đàn ông thường sống với vợ sắp cưới tại phòng 1 tầng 3. Sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không phát hiện ra cái tên của người này nghe khá quen thuộc. Có lẽ nào chính là hắn? Đúng, tôi đang định nói tới William Upton. Có vẻ như ở vũ trụ này, Upton không chế tạo thú máy và làm khổ mấy đứa con của mình nữa. Hoặc là ông ta chưa có cơ hội để làm như thế, vì mới chuẩn bị lấy vợ thôi mà, đã làm sao có con cái cơ chứ. Một nhân vật khác cũng tào lao không kém mà người chơi có cơ hội bắt gặp, đó sẽ là nhân vật chú hề. Cái này chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đưa cho nhân vật chính một tờ giấy rồi đi mất. Về nội dung bên trong, nó là sự nhại lại của bức tranh minh họa về Man in Dream, kẻ được cho là xuất hiện trong giấc mơ của rất nhiều người trên thế giới. Còn trên thực tế, tờ giấy này giống như một tờ quảng cáo mini nhằm hướng người chơi đến Unlikely, một tựa game khác cùng nhà phát triển với nội dung xoay quanh chú hề đang được mô tả. Kế đến ta có Robert Ski Pickman, một người sống tại phòng số 2 tầng 1, có anh trai là Albert Ski Pickman. Anh em nhà này có cái họ nghe khá thú vị vì nó giống với quả đào. Điều đặc biệt ở dạng song trùng của Robert Ski là có một phiên bản biến thực thể này trở thành một tên đần đúng nghĩa, được gọi đơn giản là quả đào. Well, khi xuất hiện, quả đào không nói gì khác ngoài từ quả đào. Thậm chí đến cả căn cước công dân với giấy thông hành của hắn ta cũng bị dán chi chít bởi hình ảnh quả đào. Việc người chơi không cho quả đào vào nhà thì không cần phải bàn cãi. Nhưng thú vị ở chỗ, sau khi gặp thực thể này, ta sẽ nhận được một achievement thú vị có tên là... bạn đoán xem. Đó vẫn là quả đào. Một trường hợp gần giống như vậy sẽ xảy ra với Roman Stonsky. Nhân vật này sở hữu phiên bản song trùng đặc biệt với khuôn mặt bị thay thế thành hình vân tay. Khi xuất hiện, hắn ta sẽ không nói một từ gì khác ngoài con số 42 lặp đi lặp lại. Cộng với đó còn có thêm một achievement biểu thị con số tương tự. Thông tin này có nghĩa là gì nhỉ? Phần tiếp theo của video sẽ là câu trả lời. Câu đố của Chester. Chester là một ông già với vẻ bề ngoài tương đối phong cách, xuất hiện như một sự kiện ngẫu nhiên và khá hiếm gặp. Người đàn ông này không có tên trong danh sách dân cư tòa nhà và cũng hoàn toàn không quy định vào đấy. Ngay khi vừa xuất hiện, tất cả những gì Chester làm là đặt ra một loạt các câu hỏi và bắt nhân vật chính giải đáp. Nếu trả lời sai dù chỉ một câu thì ông ta sẽ lập tức bỏ đi. Vậy đáp án cho từng câu hỏi của Chester là gì? Hãy để tôi giúp anh em. Với câu hỏi đầu tiên, ông ta sẽ hỏi ý nghĩa của cuộc sống, vũ trụ và mọi thứ khác là gì. Đáp án ở đây chỉ đơn giản là con số 42. Câu hỏi này là một chi tiết nhằm liên hệ tới cuốn tiểu thuyết Bí kíp quá giang vào ngân hà của Douglas Adams. Theo đó, các nhân vật chính trong tác phẩm đã đi đến một hành tinh có tên là Macria. Tại đây họ gặp được một siêu máy tính với khả năng vô hạn. Vì thế nên họ đã đặt ra câu hỏi như ta đã thấy ở bên trên dành cho cô máy. Và nó đưa đáp án là số 42. Nếu anh em thắc mắc thì con số này không mang ý nghĩa gì cả, vì chính tác giả Adam đã giải thích rằng ông nghĩ đến nó một cách ngẫu nhiên mà viết vào mà thôi. Câu số 2, Chester hỏi rằng tên khoa học của loài động vật Úc có sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình khi bị đưa ra khỏi môi trường sống tự nhiên là gì? Thì đáp án đúng là Cycrus macrus, với tiếng Việt là cá giọt nước. Khi bị đưa lên bờ, cơ thể đám này sẽ lập tức bị biến dị và trở nên rất xấu xí. Nguyên nhân gây ra là bởi điều này phần lớn đến từ chênh lệch áp suất. Bởi lẽ môi trường sống tự nhiên của cá giọt nước là ở vùng biển sâu, nơi có áp lực rất lớn. Do đó khi bị đưa lên bờ, việc áp suất giảm sẽ khiến da của chúng bị nở ra và trở thành một đống bầy nhầy. Câu số 3 có nội dung: tên của môn thể thao duy nhất cho phép bạn đấm vào mặt đối thủ khi họ bắt được một quân cờ là gì? Đáp án cho câu hỏi này là chess boxing. Đúng như tên gọi, bộ môn này có sự kết hợp kỳ lạ giữa cờ vua và quyền anh, đấu trí não và thể chất cùng lúc. Tại sao lại không nhỉ? Về cơ bản, bộ môn này áp dụng luật lệ của cả hai môn thể thao phối hợp nêu trên.
mà tại đó các đấu thủ sẽ cạnh tranh nhau một cách luân phiên trong từng bộ môn. Bắt đầu với cờ vua, rồi chuyển qua boxing, rồi lại cứ tiếp tục đấu cờ. Cứ như vậy, ai bị knock out trong boxing sẽ thua, còn nếu hòa boxing thì quyết định bằng luật cờ vua. Ai hết giờ trước ở môn này thì người còn lại sẽ giành chiến thắng. Quả là một cách thi đấu kỳ lạ. Câu số 4. Bạn phải gấp ít nhất bao nhiêu lần một tờ giấy dày 0,01mm để nối liền khoảng cách từ Shire đến Mordor? Vâng, một câu hỏi nghe rất toán học, nhưng thực tế thì lại là văn học. Shire và Mordor là hai địa điểm xuất hiện trong tác phẩm hư cấu Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, nơi đã diễn ra hành trình gian nan của nhân vật chính Frodo trong công cuộc anh chàng đi tiêu hủy chiếc nhẫn chúa. Ước lượng một cách gần chuẩn xác, người ta có thể định khoảng cách của hai nơi này là 2.765 km. Về phần câu hỏi bên trên, nó sẽ gần giống với câu hỏi gấp giấy bao nhiêu lần để tới được mặt trăng. Theo cách tính gấp số nhân, ta sẽ có chính xác là 2 mũ 38, tức là sau 38 lần gấp, mảnh giấy 0,01mm ban đầu sẽ đạt độ dài là 2.748 km, gần sấp xỉ với khoảng cách của hai địa điểm mà ta vừa nói. Câu số 5. Đây là một câu hỏi liên quan đến việc giải mã. Với dãy ký tự mà Chester đưa ra cho người chơi, vốn là một mật mã Virginia. Mật mã này khá phức tạp, trong đó giai đoạn khó nhất là tìm cách xác định được từ khóa. May mắn là ta đã biết được từ khóa chính xác là 2. Tuy nhiên, lớp mã khóa thứ 2 lại xuất hiện. Khi này, ta phải dùng đến Caesar Code để giải nó. Bằng việc thay thế từng chữ trong từ 2 thành các chữ cái xuất hiện liền kề nhau trong bảng alphabet, ta sẽ thu về keyword chính xác là I, G, E, F. Giờ hãy quay trở lại với bảng mật mã Virginia. Bằng cách viết lặp đi lặp lại các từ khóa mà ta vừa tìm được, rồi kết hợp với dãy ký tự mà Chester đã đưa cho chúng ta, sau khi tìm ra chữ cái tương ứng trong bảng này, ta sẽ thu về dòng văn bản như sau. Nhìn vẫn khá khó hiểu nhỉ? Thực ra chúng chỉ bị xếp lộn xộn dấu cách giữa các từ mà thôi. Điều chỉnh lại thì ta sẽ có được câu hỏi: hành tinh thứ 7 trong hệ mặt trời là gì? Và đáp án tất nhiên là Uranus, sao Thiên Vương. Cuối cùng, ta có câu hỏi số 6 là dạng câu hỏi điền vào chỗ trống. Theo FSM, hiện tượng nóng lên toàn cầu là hậu quả của thế kỷ 19 do 3 chấm đã bị giảm. Trong đó, đáp án chính xác ở chỗ trống sẽ là từ Pirate, tức cướp biển. Ở cái What the Hell cướp biển thì liên quan quái gì đến nóng lên toàn cầu? Thực ra FSM là từ viết tắt của Flying Spaghetti Monster. Đây là tên của một giáo hội có từ khoảng đầu những năm 2005, được sinh ra với mục đích nhằm châm biếm một số lý luận khoa học là chính. Giáo hội này cũng đưa ra một nhận định châm biếm mà như ta đã vừa nghe thấy bên trên, đó là cướp biển có ảnh hưởng tới sự nóng lên toàn cầu. Nghe thì không lan quyên nhưng thực chất lại rất liên quan. Hiểu một cách nôm na thì cướp biển hoạt động mạnh vào cuối thế kỷ 17, đầu 18. Vào thời kỳ này, thuyền của cướp biển chỉ chạy bằng sức gió hoặc sức người, và thế là họ cho rằng cướp biển yêu môi trường. Về sau, sự ra đời của động cơ hơi nước đã làm thay đổi cách vận hành của các con tàu chở hàng. Số lượng cướp biển đã giảm xuống, nhưng động cơ hơi nước lại làm phát thải nhà kính, và CO2 thì lại chính là nguyên nhân dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Đây cũng là cách mà mối liên hệ giữa hai thứ này được hình thành. Wow, bùng nổ não thật đấy. Ok, nhìn chung thì những bài test vừa rồi chỉ là những thử nghiệm về kiến thức khoa học cũng như xã hội cho người chơi mà thôi. Vì thế, trả lời sai cũng chả sao. Còn nếu đưa ra đáp án chính xác cho toàn bộ câu hỏi, anh em sẽ nhận được một achievement có tên là học sinh giỏi nhất lớp. Anh em có phải học sinh giỏi nhất lớp không nhỉ? Hãy cùng comment xuống dưới cho bọn tôi biết nhé. Và ok, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc lại video biên xoay quanh tựa game Start in North Medieval ngày hôm nay. Anh em cảm thấy nội dung này như thế nào? Có đủ thú vị với anh em hay không? Nếu thấy thích video này thì đừng quên bấm nút like cũng như subscribe cho Cursor để không bỏ lỡ các chuyên mục mới trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Peace!